Sẵn lắp hàng gửi cho khách đó thì hôm nay mình sẽ quay lên để hướng dẫn anh em lắp ráp một cái ná cao su hoàn chỉnh và gắn laser, hướng dẫn chỉnh laser và test thử nha anh em. Lại lắp ráp ná cao su gửi cho khách. Đây là mẫu K3 nè, đây là mẫu K4 nè. Cánh phượng, ray, cò, kẽm 25V, dây 5. Ai mua laser hay ống ngắm, yêu cầu thì mình bỏ thêm cho cái nha. Này mắc hay rẻ là nó sẽ tùy theo chất liệu cái cò với cánh phượng, dày hay là mỏng, bằng inox hay là bằng sắt, cò loại 1, loại 2, loại 3 hay loại N. Tin tưởng sắp nào mình mua sắp đó. Đi so giá rồi mua bừa thì chơi không được là bình thường. Cò loại 1 là inox đúc nguyên khối, không rơ, không rét rỉ, kẹp được viên nhỏ. Độ ổn định cao. Cái ná thì nó không có đầu ruồi, không có ống. Nên chúng ta cần lắp ray để bắt laser hoặc ống ngắm. Chỉ vài bước đơn giản cần xong cái ná rồi nha anh em. Giờ bắt ống kẽm vô là bắn được. Ở đây có một con vít ốp tiếp theo là hai con vít lồi. Lưu ý phải đủ 3 con. Nếu chúng ta chỉ bắt 2 con thôi, chê lâu ngày nó sẽ bị sụt xịt. Còn đủ 3 con thì nó sẽ kèm nhau rất là chắc nha anh em. Lắp dây xong là test thử được rồi. À còn một cái nữa là anh em muốn đạp nhẹ với cái cây sắt đỏ đỏ giống như mình nè. Đạp ở trên này nó nương cái lực dây đạp sẽ nhẹ nhàng. Còn đạp cái cánh họ thiết kế sẵn á thì nó hơi bị rít và khó đạp nha. Anh em thấy mình hướng dẫn nhiệt tình cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh ơi cây K3 đạp nặng quá. Có cách đạp nhẹ nè anh em theo dõi tôi nha. Anh em kiếm cái sắt tròn vuông gì cũng được, tầm 2,5 tấc. Rồi kiếm cọng kẽm quấn vô như tôi nè. Rồi để tăng độ thẩm mỹ, đỡ bị cọng kẽm nó làm trầy da. Anh em lấy băng keo quấn như tôi nè. Khi mà chúng ta móc bi vô đây nè, kẹp vô trong cái kẹp bi nè, thì nó sẽ tạo một cái lực đòn bẩy rất là lớn luôn. Chỗ này là chịu lực nhiều nhất nè. Hồi trước mới chơi tôi toàn là xỏ cái ngón chân cái vô đây tôi đạp nè, ngón chân cái vô đây đạp. Có bữa quên tôi để cái tay cước cò một cái nè, cái ngón chân cái tôi là nó bầm luôn nè, bầm đen chỗ này luôn nè. Khi mà đạp vô cái cây này nè là nó sẽ triệt tiêu được cái lực của dây thun đang kéo nè, và nó sẽ trượt xuống rất là nhẹ nhàng nè. Nguyên lý trượt của nó giống y như cây vít 12 bản 1 á anh em. Cái này mà phải chế được hàng bi giống như vít 12 bản 2 là nó trượt nhẹ nhàng luôn ha. Nhưng mà thôi, đồ chế mà, miễn đạp lên ok là bắn được rồi. Cơ bản là độ chính xác là ok, hoạt động ổn định. Nguyên cây như thế này nếu mà gắn cái cò thường á thì tôi tính 500 bao ship gắn nha. Cò loại 1 không rơ thì tôi tính 600 bao ship nha. Giá lô tôi ghi phần bình luận nha anh em. Đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Khi chúng ta làm cái cây vậy anh em thì đạp vô nó sẽ nương được cái lực dây, tại cái lực dây rất là mạnh anh em nhé. À, đây thì mình gắn cò loại 1 anh em, cò inox đúc nguyên khối, cò không rơm tí nào hết á. À, nó cũng có nhiều loại cò inox như là loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại N cũng có anh em nha. Ở cái cò trên tay mình á thì một số shop họ bán, đây là cái cò bằng thép nha anh em. Cò này thì nó rất là rẻ thôi. Shopee đang bán là tầm 60 ngàn gì đó. Anh em có thể tìm hiểu thêm. Nó là cái cò zin của cây VIP 10 đó anh em. Mẫu này thì nó có rơ lắc và bóp thì nó hơi nặng nha anh em. Vô đạn nó bóp hơi nặng nha anh em. Nếu mà cái cò này, cò loại 1 này mình bên shop mình đang bán lẻ là 220 bao ship nha. Anh em mua combo thì có thể mình sẽ bớt cho anh em, hoặc tính giá combo cho anh em thì sẽ rẻ hơn. Đó, hai cái cò này hoàn toàn khác nhau nha anh em.
một cái giá 220 bao ship một cái, thì hiện tại shop mình đang bán 100.000 bao ship anh em nhé. Mình thấy trên Shopee nó bán là 60.000. Cái này thì mình tháo trong cây VIP 10 ra, thì có nhiều anh em mua cây VIP 10 mà muốn đổi thành còi loại 1 á, bắn cho nó ổn định á, thì mình tháo ra mình cũng không có nhập mấy cái còi đẻo kia về bán nha anh em. Nhưng mà mình phải bán thanh lý nó đi. Mình bán 100.000 bao ship cái cò bằng thép đó nha anh em. Đó, đứng lên là đạp nó sẽ nhẹ nhàng dứt khoát hơn. Tại vì nếu mình ngồi á thì cái dây nó lực nó mạnh quá, mình đạp ra thì nó hơi bị lấn cấn anh em. Cho mình bắn quen rồi á nên là nhiều khi cự ly gần á mình bắn không cần ống ngắm, không cần laser mình vẫn bắn trúng nha anh em. Vì mấy năm nay ngày nào mình cũng lắp ráp rất là nhiều hàng cho khách nên cái cảm giác bắn của mình nó rất là tốt. Đối với mấy mẫu này thì nên là lắp laser ống ngắm vô bắn anh em, tại nó không có đầu ruồi cũng không có cái nòng để mình nhắm theo luôn.